Ăn sầu riêng có tốt hay không? Những nguy cơ tiềm ẩn. Được mệnh danh là vua của các loại trái cây, sầu riêng không chỉ là hấp dẫn bởi hương vị đặc trưng mà còn bởi giá trị dinh dưỡng của nó mang lại. Tuy nhiên, ăn sầu riêng nhiều có tốt hay không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người và được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng Diệp tìm hiểu trong video của ngày hôm nay nhé. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề giá trị dinh dưỡng trong trái sầu riêng và hàng ngày ăn sầu riêng thực sự có tốt cho sức khỏe hay không, thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để chúng ta cùng trao đổi và tương tác. Chẳng hạn như là bạn đã từng ăn sầu riêng hoặc là món này là món khoái khẩu của bạn, thì cũng để lại một bình luận tích cực để chúng ta cùng trao đổi với nhau nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau: phần 1, lợi ích của sầu riêng mang lại; phần 2, tác hại khi ăn sầu riêng; phần 3 là sầu riêng kỵ với những gì; phần 4 là ai không nên ăn sầu riêng. Ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung đầu tiên là giá trị dinh dưỡng có trong trái sầu riêng. Trong sầu riêng có chứa nhiều các vitamin và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe như là vitamin C, vitamin B6, kali, đồng và mangan, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng não bộ. Ngoài ra trong sầu riêng còn có nhiều chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột. Thứ hai là cung cấp năng lượng. Trong sầu riêng còn có chứa nhiều carbon hydrate giúp cung cấp năng lượng dồi dào, rất thích hợp với những người cần nhiều năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Thứ ba là chống oxy hóa. Polyphenol và flavone là chất chống oxy hóa có trong sầu riêng. Vì thế sầu riêng còn có thể giúp bảo vệ bạn khỏi tổn thương gốc tự do, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính về ung thư và tim mạch. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những tác hại của sầu riêng nếu mà chúng ta đang ăn sai cách. Thứ nhất là tăng cân. Vì trong sầu riêng có chứa nhiều hàm lượng calo và chất béo cao nên việc ăn quả sầu riêng có thể dẫn đến tăng cân mất kiểm soát, đặc biệt là đối với những người ít vận động. Thứ hai là tăng đường huyết. Trong sầu riêng có chứa nhiều đường chutoxi và gluco nên những người mắc bệnh đái tháo đường không nên ăn, có thể làm tăng đường huyết và gây ra các triệu chứng như là mờ mắt và buồn nôn. Thứ tư là gây nóng trong người. Sầu riêng là một loại trái cây có tính nhiệt, ăn nhiều có thể nổi nóng trong người, nổi mụn, thậm chí là có thể gây khó chịu và mất ngủ. Thứ hai là ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Với hàm lượng protein và chất xơ cao, nếu ăn nhiều, sầu riêng có thể gây khó tiêu, thậm chí là có thể xuất hiện các triệu chứng như ngộ độc. Chính vì thế mà những người có thể trạng nóng, táo bón thì không nên ăn quá nhiều sầu riêng. Vậy, ăn sầu riêng nhiều có tốt hay không? Câu trả lời là ở mức độ vừa phải sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Còn nếu ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể của bạn bị nóng. Đặc biệt là không nên ăn quá nhiều sầu riêng trong một ngày, chỉ nên ăn khoảng 1-2 múi và không nên ăn liên tục trong nhiều ngày liên tiếp. Tránh ăn sầu riêng vào buổi tối trước khi đi ngủ để không gây nóng trong người và khó tiêu. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu, vậy sầu riêng ngoài những lợi ích trên thì còn kỵ với những gì? Thứ nhất là rượu bia. Các hợp chất lưu huỳnh trong sầu riêng có thể ngăn chặn một số enzyme phân hủy rượu, làm tăng nồng độ cồn trong máu của bạn. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tim đập nhanh. Thậm chí ăn sầu riêng vừa uống rượu có thể gây ngộ độc. Thứ hai là thịt đỏ, thịt bò, thịt cừu và dê. Một trong những thứ không nên ăn chung với sầu riêng đó là các loại thịt bò, cừu và dê. Sầu riêng chứa nhiều calo và carbon hydrate, trong khi kết hợp với lượng lớn protein từ các loại thịt đỏ có thể gây áp lực lên tiêu hóa. Đồng thời nạp quá nhiều đường từ sầu riêng và đạm động vật sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch. Thứ ba là ăn sầu riêng kỵ hải sản. Hải sản gồm cua, ghẹ được xếp vào các loại thực phẩm có tính hàn. Chính vì lẽ đó mà ăn hải sản cùng với sầu riêng là hai thực phẩm không nên kết hợp, nên ăn riêng. Việc tiêu thụ cả hai loại thực phẩm này cùng một lúc có thể dẫn đến tình trạng bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Không ăn quả vải, quả nhãn. Bên cạnh các loại gia vị cay, các loại quả tính nóng như là nhãn và vải cũng là những món ăn không nên ăn chung với sầu riêng, mặc dù hai loại quả này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe với những giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, khi mà kết hợp những loại có tính nóng lại với nhau sẽ dẫn đến thể trạng của bạn bị nhiệt quá mức, từ đó gây áp lực lên chức năng của tim mạch, hệ tiêu hóa. Chúng ta đã điểm danh qua những loại không nên ăn cùng với sầu riêng, vậy những đối tượng nào là chúng ta nên hạn chế ăn sầu riêng? Thứ nhất là người cơ địa nóng. Những người có cơ địa nóng hay bị nhiệt miệng, táo bón, nổi mụn nên hạn chế ăn sầu riêng. Thứ hai là bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn sầu riêng. Thứ ba là người béo phì thừa cân cũng nên hạn chế ăn sầu riêng. Thứ tư là người gặp các vấn đề về thận. Trong sầu riêng có chứa các ethanol hay là methanol,
methylmethylmethylrenate và các chất lưu huỳnh, rủi ro đến từ việc bệnh nhân có vấn đề về thận không thể chuyển hóa những chất này. Thứ năm là mẹ bầu 3 tháng cuối thai kỳ nên hạn chế sử dụng sầu riêng vì sầu riêng có chứa nhiều lượng đường, calo ảnh hưởng tới sức khỏe. Vừa rồi Diệp đã chia sẻ đến bạn những tác dụng của trái sầu riêng và những đối tượng không nên ăn sầu riêng, cũng như là liều lượng để ăn sầu riêng sao cho phù hợp và hợp lý, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết, đặc biệt là những tín đồ thích ăn sầu riêng. Bên cạnh đấy, bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.